Rồi chúng ta sẽ đi tiếp vào bài ha. Như vậy chúng ta sẽ đi về đặc trưng của thuế. Rồi nhắc lại cho các bạn, đây là cái khái niệm về thuế mà các bạn phải nhớ. Đó là cái khái niệm về thuế. Dạ sẵn. Sau khi mà đi về phần khái niệm về thuế thì chúng ta sẽ qua cái phần đặc trưng cơ bản của thuế, hay chính là đặc điểm. Thì các bạn lưu ý nha, cô nhớ là năm ngoái lớp K41 có một cái đề thi là gì ạ? Các bạn rất là chủ quan, các bạn học các cái sắc thuế khác nhưng các bạn lại bỏ qua cái phần này. Cô chỉ hỏi là các anh chị hãy cho biết các cái đặc trưng cơ bản của thuế. Câu này 2 điểm thôi mà thấy gần như là tất cả các bạn sinh viên đều bỏ hết. Bởi vì cô đã nhắc các bạn rồi, những cái phần mà cô nói các bạn phải lưu tâm á, thì các bạn nhớ lấy. Các đặc trưng cơ bản hay nó chính là cái đặc điểm của thuế. Thì thứ nhất, đặc trưng mà chúng ta thấy đó là tính chất bắt buộc. Như lúc nãy bạn bạn Huy hay bạn gì đó nói ha, tính chất bắt buộc tức là thuế nó là một cái khoản nộp bắt buộc mà những cái thệ nhân và pháp nhân này có nghĩa vụ phải nộp cho nhà nước. Như vậy nhà nước không thể trông chờ vào một cái khoản đóng góp tự nguyện từ công dân được, mà nó phải quy định là tính chất bắt buộc. Thì như vậy mới đảm bảo đủ được cho cái nguồn thu cho ngân sách của nhà nước. Chúng ta không thể nói xa đi đâu, chúng ta nhìn vào cái thực tế hiện tại của Việt Nam của chúng ta đang trong cái thời điểm rất là căng thẳng dịch Covid-19 này. Các bạn thấy những cái việc mà nhà nước cách ly bệnh nhân, rồi những cái chi phí về cơ sở vật chất, thức ăn, thức uống hàng ngày, rồi tiền hỗ trợ những cái khu vực mà phong tỏa như vậy. Thì các bạn đặt ra câu hỏi, ủa thế cái tiền này từ đâu ra? Người dân không chịu thì cái tiền này từ đâu ra? Đó chính là trích từ ngân sách của nhà nước. Như vậy thì nhà nước đã, cái ngân sách của nhà nước này được chi ra cho những cái hoạt động như vậy. Thì để mà có cái tiền chi ra như vậy thì đảm bảo là nhà nước phải có cái nguồn thu từ ngân sách. Do đó thì thuế nó mang tính chất bắt buộc các bạn ha. Rồi cái đặc điểm thứ hai, đó là thuế không hoàn trả một cách trực tiếp, hay là các bạn hiểu đó là không đối giá. Thì bây giờ mình muốn đi vào cái này cho các bạn. Như vậy thì nguyên tắc trao đổi ngang giá trên thị trường, các bạn nhìn vào hình ảnh này. Thông thường thì các bạn có thể nghe thấy một cái khái niệm rất là đơn giản như là gì ạ? Tiền trao cháo mốc. Trên thị trường những cái hàng hóa thông thường thì chúng ta thấy rằng là nó được trao đổi theo nguyên tắc là ngang giá. Tôi có tiền, ví dụ hôm nay tôi ra ngoài cửa hàng Thế Giới Di Động, tôi muốn mua một cái điện thoại 20 triệu. Thì tôi có 20 triệu tôi trả cho người ta. Thì lúc này tôi được nhận cái điện thoại là với tương đương với cái giá trị là 20 triệu. Hoặc tôi không trả tiền mặt nhưng mà tôi có thể là trả góp. Nhưng mà cái nghĩa vụ tôi vẫn phải trả là nó tương đương với cái giá trị của điện thoại. Thì người ta được gọi đó là cái nguyên tắc trao đổi ngang giá đối với những cái hàng hóa thông thường trên thị trường. Tuy nhiên với thuế của chúng ta thì sao ạ? Thuế thì không theo nguyên tắc ngang giá. Bây giờ mình hỏi, bạn nào mà trả lời được câu hỏi này thì các bạn sẽ có điểm cộng ha. Mà các bạn trả lời, các bạn đọc hỏi tên cho cô. Có bạn nào xung phong không ạ? Theo các bạn thì tại sao thuế nó lại không không mang tính chất đối giá và ngang giá là nó như nhau đấy các bạn nhé. Tại sao thuế lại không hoàn trả một cách trực tiếp, hoặc là người ta nói là thuế không đối giá? Có bạn nào không xung phong không ạ? Bạn nào ạ? Trong cái phần của các bạn ấy, trong cái phần mà participant của các bạn ấy, các bạn có một cái biểu tượng là phát biểu đấy. Bạn nào mà muốn tham gia, các bạn có thể tích vào cái biểu tượng đó, thì cô nhìn thấy cô cũng có thể gọi các bạn được ạ. Nguyễn Thị Khánh Nguyên. Nguyên ơi, Nguyên thử nói lớn hơn một chút đi. Các bạn có nghe thấy Nguyên nói không ạ? Tại cô thấy nãy giờ mic của Nguyên hơi nhỏ một chút. Cái này không tính là trao đổi ngang giá, tại vì
Khi mà trao đổi nguyên giá thì có một bên cho và một bên nhận, nhưng mà về ốp cả hai bên đều sẽ đều cho đi và đều nhận lại. Bên cho sẽ đưa đi tiền và nhận lại vật phẩm, ngược lại bên kia sẽ đưa đi vật phẩm và nhận lại tiền. Nhưng mà đối với thuế á, thì sẽ chỉ có một bên cho đi, đó là chúng ta đóng tiền và nhà nước nhận vào, chứ không có cái hướng ngược lại, cho nên thì ở đây sẽ không được coi là trao đổi nguyên giá. Nguyên nói thì đúng được một nửa. Thì đúng Có. Nhưng mà bạn có bạn nào có ý kiến khác Nguyên không ạ? Nguyên nói rằng là gì ạ? À thuế. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.